Diễm và Diễm Quyên. Xin mến chào quý vị khán giả đang theo dõi The NQ Show. The NQ Show được phát sóng mỗi thứ năm hàng tuần trên đài Việt Face TV và được phát lại trên kênh trang nhà YouTube và Facebook của chúng tôi. Quý vị đừng quên theo dõi, subscribe và like trang nhà YouTube và Facebook Ngọc Quang Jeweler để được theo dõi những sản phẩm trang sức rất là đặc biệt và vô cùng giá trị. Dạ, và đầu tiên cho phép Trúc Diễm được giới thiệu sản phẩm của ngày hôm nay. Sản phẩm đầu tiên với mã số là 28818, được làm từ vàng hồng vàng 18K và được cẩn 3.06 carat kim cương, bao gồm 183 viên kim cương tròn được sắp xếp kết nối lại với nhau, và chiều dài của sợi dây chuyền này là 18 inch hay là 47 cm, nếu quý vị khán giả nào không quen với lại cái số đo inch. Dạ vâng, cái này Trúc Diễm đang đeo trên cổ đúng không? Đúng rồi, quên luôn. Đeo quên luôn hả? Cái này là hôm nay là Quyên thích nhất trong cái bộ sưu tập của ngày hôm nay đó. Nhưng mà tại vì vàng hồng hợp với chị Diễm hơn nên Quyên để chị Diễm đeo trong thôi, cũng dành rồi. Tại vì nó rất là sáng quý vị ơi. Hồi nãy cầm cái này lên nhìn thấy rất là đẹp. Và Trúc Diễm gọi là dành liền. Ngại ghê luôn á, chị lớn mà dành. Nên là lần sau sẽ nhường cho Diễm Quyên. Sau sẽ nhường cho Diễm Quyên lựa trip. Một đôi bông tai cũng đi kèm rất là hợp với cái dây chuyền này, đó là đôi bông tai mang mã số 28810, được làm từ vàng hồng vàng 18K, được cẩn 0.48 carat kim cương, bao gồm 2 hộp 3.2 ly ở giữa và 20 hộp xung quanh, thì tổng cộng nhìn xa thì cái đôi bông tai này giống như là 1 carat vậy đó quý vị. Nhưng mà quý vị cũng biết rồi, 1 carat thì có giá trên 5.000 lận, nhưng mà cái đôi bông tai này chỉ có giá 800 Mỹ Kim mà thôi. Cái sản phẩm của ngày hôm nay Trúc Diễm vừa nhìn thấy là đã ưng liền. Và Trúc Diễm nghĩ rằng những cái đôi bông tai nhỏ như thế này thì khi mà mình đeo, kể cả khi mà mình đi làm hoặc là mình đi chơi, hoặc là những cái buổi dạ tiệc như ngày hôm nay Trúc Diễm mặc một chiếc đầm đỏ chẳng hạn, thì một cái buổi dạ tiệc event nào đó của công ty thì nó rất là đẹp, rất là phù hợp. Và cái giá cũng chỉ là 800 Mỹ Kim mà thôi. Một cái giá hết sức là rất nhìn là... xa là như 1 carat đó nha quý vị. Quý vị nhớ chỗ đó, 800 Mỹ Kim. Có lời. Vâng, và sản phẩm tiếp theo cho phép Trúc Diễm được giới thiệu với mã số là 28851. Đây là một mặt dây chuyền thưa quý vị, và được làm từ vàng trắng vàng 18K và được cẩn xung quanh nữa là vàng hồng đang xen với nhau. Tổng cộng là 49 viên kim cương được sắp xếp lại, có giá trị là 0.47 carat kim cương tổng cộng, và giá của cái mặt dây chuyền này không bao gồm dây là 980 Mỹ Kim. Cái mặt dây chuyền này nhìn ở trong á, như là một cái hoa bốn cánh gì đó, nhưng mà ở ngoài là nguyên một cái vòng kim cương, vòng hộp xoàng. Ngoài ra thì nó còn là sự kết hợp giữa vàng trắng và vàng hồng. Dạ, đúng thì rồi. Cái này khi mà mình mua thì mình đeo hầu như là đối với tất cả những cái trang phục nào nó đều rất là dễ phối đồ. Tại vì có những bộ trang phục thì vàng trắng mặc chung sẽ rất là đẹp. Nhưng mà có những bộ trang phục thì ví dụ vàng hồng sẽ đẹp hơn hoặc vàng sẽ đẹp hơn. Nhưng mà riêng với những cái nữ trang nào mà khi mà đã kết hợp hai cái loại vàng, ba cái loại vàng rất là dễ mang. Rất là dễ mang, tại vì nó không có kén. Chúng tôi cũng có bán dây riêng, quý vị cũng có thể liên hệ để mua cái sợi dây với cái chiều dài mà mình yêu thích. Dạ vâng, dây chỉ dao động khoảng từ 200 tới 400 mà thôi. Và sản phẩm tiếp theo cũng là một sản phẩm kết hợp từ vàng trắng và vàng hồng. Quyên xin được kể đến quý vị khán giả mang mã số 28847, được làm từ vàng trắng và vàng hồng, vàng 18K, được cẩn 0.18 carat diamond, bao gồm 22 viên kim cương tròn, và dây chuyền này có độ dài khoảng 18 inch. Và đây là một cái dây chuyền nguyên một cái cành hoa hồng hả chị? Phải hoa hồng không ta? Dạ đúng rồi, hoa hồng đó. Hoa hồng đó mà được làm từ vàng hồng nữa và vàng trắng nữa, mang rất là đặc biệt. Và không những vậy, có những cái lá ngay cái thân mà chĩa ra thì rất là, em thấy rất là thanh tao và nhã nhặn. Thì đây sẽ là một cái lựa chọn rất là đẹp cho những cô gái nào mà yêu thích cái hoa hồng mà mang lên mình mỗi ngày như vậy. Khi mà nghĩ đến hoa hồng thì chúng ta nghĩ đến, ngoài cái vẻ đẹp của người phụ nữ ra thì nó là một cái biểu tượng tượng trưng cho tình yêu đúng không? Cho nên đây cũng là một cái sản phẩm mà rất đáng để cân nhắc nếu như mà anh nào đó muốn mua tặng sinh nhật ai đó tháng 10. Đúng không? Hoặc là... Đúng rồi, sinh nhật người yêu tháng 10 hoặc là
tặng sinh nhật hoặc là chỉ bày tỏ tình yêu, anniversary, ngày kỷ niệm ngày cưới, có rất là nhiều lý do. Và cái giá của cái sợi dây chuyền này chỉ 880 Mỹ Kim mà thôi. Đây là một cái giá hết sức là đặc biệt, chỉ dành cho khán giả nào đang theo dõi The NQ Show. Cho nên quý vị nào mà khi thấy sản phẩm nào mà Trúc Diễm hay Diễm Quyên giới thiệu mà mình yêu thích á, và gọi hoặc là nhắn tin về số điện thoại đang chạy trên màn hình của chúng tôi đây, và chúng tôi sẽ có nhân viên tư vấn chăm sóc tận tình cho quý vị. Ngoài ra chúng tôi còn có free shipping liên bang, và tất cả những cái này đã bao gồm rồi, và không, quý vị không phải trả thêm bất cứ một cái giá nào nữa. Và cái tiếp cho phép Trúc Diễm được giới thiệu một sản phẩm, đó cũng là một sợi dây chuyền với mã số là 28849, được làm từ vàng hồng, vàng 18K, và được cẩn tổng cộng là 0.35 carat kim cương. Và cái mặt dây chuyền này với bao gồm là 36 viên kim cương tròn và 2 viên kim cương baguette, và cái độ dài là 16 cho tới 18 inch. Giá của cái mặt dây chuyền này là 900 Mỹ Kim thưa quý vị. Dạ, cái kiểu này lạ hả chị? Cái nó như là nhìn xa em thấy giống như một cái paperclip á. Dạ, giống như cái mắt gài đó. Rất là lạ, và em thấy cũng rất là cá tính để cho những bạn gái nào mà yêu thích cái sự như chị Diễm nói trendy hoặc là cá tính đó, thì đây cũng là một sự lựa chọn rất là đẹp. Và sản phẩm tiếp theo Quyên xin gửi đến quý khán giả mang mã số 02989, được làm từ vàng trắng, vàng 18K. Đây là một chiếc nhẫn được cẩn 0.63 carat kim cương, và chiếc nhẫn này chỉ có giá 780 Mỹ Kim mà thôi. Ủa hôm nay sao mà cái gì nó cũng giá cả phải chăng quá vậy ta? Quá là phải chăng luôn á. Mà những cái nhẫn và những cái dây chuyền mà có giá dưới 1.000, không tin được luôn. Bao gồm shipping rồi nha quý vị. Cho nên là ngày hôm nay có lẽ là cái collection này sẽ dành cho những quý vị khán giả nào thích cái sự đổi mới nhiều hơn. Cho nên cái chi phí của cái sản phẩm nó cũng khá là nhẹ nhàng. Chú Diễm đang đeo chiếc nhẫn mà Diễm Quyên vừa giới thiệu trên tay đây, rất là nổi bật trên cái ngón tay của Trúc Diễm, mà giá chỉ là 780 Mỹ Kim thôi thưa quý vị. Và cái tiếp thì Trúc Diễm muốn giới thiệu một cái mặt dây chuyền khác. Đây là mặt dây chuyền với mã số là 28145, được làm từ vàng trắng, vàng 18K, và đường gẫn tổng cộng là 1.62 carat kim cương, bao gồm 74 viên kim cương tròn và 14 viên kim cương baguette. Và giá của cái mặt dây chuyền không bao gồm dây thưa quý vị là 2250 Mỹ Kim. Và cái mặt dây chuyền này thì Diễm Quyên cũng đang em đang đeo đây. Quý vị thấy không, nó sáng dễ sợ không? Wow. Tất cả tại vì mọi thứ là làm bằng từ kim cương, nhìn là thấy rất là đẹp rồi. Quý vị chú ý là chỉ có cái mặt thôi nha, chứ không có đi kèm cái dây, nên quý vị có thể order cái dây riêng nha quý vị. Nhưng mà chị Diễm thấy sao? Chị thấy rất là đẹp luôn á. Dạ. Cực kỳ thích. Thật ra thì em mang được mỗi ngày được không? Chắc được đó. Mình thích là mình mang thôi. Thích là mang thôi quý vị. Cái này là do là cảm nhận của mỗi cá nhân của mình. Dạ vâng, sản phẩm tiếp theo Quyên cũng xin gửi đến quý khán giả rất là match với lại cái dây chuyền mà Quyên giới thiệu vừa rồi. Đó là một đôi bông tai mang mã số 27783. Đôi bông tai được làm từ vàng trắng, vàng 18K, được cẩn 0.79 carat kim cương, bao gồm 128 viên kim cương tròn, với giá 1480 Mỹ Kim. Thì Quyên cũng đang đeo cái đôi bông tai này trên tai đây nha. Nó hơi bé. Đâu, chị thấy đâu có bé đâu. Không có bé đâu hả? Không có bé. Em cảm nhận là nó bé thôi, nhưng mà chắc không bé chút nào đâu. Nhưng mà nhìn là rất là giá trị nha quý vị. Như Quyên nói là tất cả đều được cẩn hộp xoàng, bao gồm 128 viên hộp xoàng lận. Nhìn bé mà 128 viên hộp xoàng là hơi bị nhiều đó nha. Hai chiếc. Dạ, và Diễm Quyên xin nhắc lại là giá của đôi bông tai của Diễm Quyên là 1480 Mỹ Kim thưa quý vị. Và tiếp theo là một chiếc nhẫn hết sức là dễ thương với mã số là 28768, được làm từ vàng trắng, vàng 18K, và được cẩn 1.02 carat kim cương, bao gồm 54 viên kim cương tròn và 20 viên kim cương makise. Và giá của chiếc nhẫn này là 2280 Mỹ Kim. Đây nè quý vị, đẹp xỉu luôn á. Nhẫn này là nhẫn giữ tiền nha, đeo nhẫn này là giữ tiền nha. Đùa chút thôi chứ đây là một cái cũng được gọi là statement ring đó quý vị. Đẹp cho con gái mang, nhưng mà nó đủ cá tính để cho con trai cũng có thể mang được cái nhẫn này. Rất là tinh tế, rất là đẹp. Nên là con trai con gái gì cũng đeo được nha quý vị. Chương mà có ở đây là nó dành đó. Dạ vâng. Sản phẩm tiếp theo Quyên xin gửi đến quý khán giả là một đôi bông tai
hình bông hoa rất là đẹp, mang mã số 28197. Đôi bông tai được làm từ vàng trắng vàng 18K, được cỡ 0.60 carat kim cương, bao gồm 82 viên kim cương tròn. Đây là vỏ bông tai, chỉ có giá 950 Mỹ Kim mà thôi. Thì vỏ bông tai này sẽ nhận được cái hộp ở giữa. Quý vị có thể có hộp thì gửi đến cho chúng tôi, chúng tôi sẽ đắp vào ở giữa cái vỏ bông tai này như là cái nhụy của hoa hồng vậy đó. Thì nhận hộp 3 ly 6, khoảng 3 ly 6 nha quý vị. Quyên cũng đang đeo trên tay đây. Đó, thì đây là chỉ là vỏ bông tai hình hoa hồng, hình cánh hoa hồng thôi. Đó, thì quý vị có thể nhận cái hộp ở giữa như là một cái nhụy rất là giá trị. Vâng, tiếp theo cho phép Trúc Diễm thì giới thiệu một sản phẩm khác với mã số là 28920, được làm từ vàng trắng vàng 18K và được cẩn tổng cộng là 0.94 carat kim cương, bao gồm là 80 viên kim cương tròn, và chính giữa của cái mặt dây chuyền này là nhận được hộp 5 ly thưa quý vị. Cái mặt dây chuyền này cũng là hình hoa hồng. Dạ, đi rất là hợp với lại cái bông tai vừa rồi thì Quyên đang đeo trên người đây. Như nãy Quyên đã nói là ở giữa thì mình nhận cái hộp vô, thì cái hộp như chị Diệp nói là 5 ly nha quý vị. Thì quý vị có cái hộp sẵn, hoặc là quý vị không có hộp, quý vị có thể mua cái vỏ này xong rồi mua thêm một cái hộp nữa để mình nhận mua luôn cái hộp để mình nhận. Dạ, vâng. Và cái này chỉ là bán cái vỏ, cái mặt này thôi nha quý vị, chứ không có bao gồm dây. Thì quý vị có thể tới chúng NQ để tham khảo thêm những sản phẩm này. Và cũng là một sản phẩm khác mà Trúc Diễm muốn giới thiệu, đó là vỏ lắc tay. Đó chính là mã số 28909, được làm từ vàng trắng vàng 18K và được cẩn tổng cộng là 1.76 carat kim cương, và bao gồm là 94 viên kim cương tròn. Và những cái vỏ này thì nhận được hộp 5 hộp 4 ly rưỡi. Và cái vỏ này thì chỉ có giá 3.580 Mỹ Kim mà thôi. Mình như chị Diễm nói đó, mình có rất nhiều khán giả thích những cái mẫu mà vỏ như vậy, tại vì họ có hộp sẵn rồi đó. Bây giờ họ muốn thay cái case, thay cái vỏ đó. Thì đây là những cái sản phẩm mà perfect, rất là hoàn hảo để cho mình khi mà mình muốn thay đổi cái case của những cái hộp mà mình đang có. Dạ vâng, sản phẩm tiếp theo Quyên Linh xin được gửi đến quý vị khán giả cũng là một cái lắc tay vỏ để quý vị có thể nhấn hộp vô. Đó là lắc tay mang mã số 28910, được làm từ vàng trắng vàng 18K, được cỡ 1.52 carat kim cương, bao gồm 132 viên kim cương tròn. Và cái sản phẩm này thì sẽ nhận hộp, một hộp rất là bự nha quý vị, từ 6 tới 7 ly, đó là khoảng 1 carat hơn đó. Thì cái vòng này á, chị Diễm cũng đang cầm trên tay nè, phải không? Dạ, đây là cái lắc tay mà Trúc Diễm đang cầm trên tay. Và quý vị cũng nhìn thấy đây là cái khung để mình nhận cái viên kim cương vô. Viên kim cương khoảng 1 carat nha quý vị. Rất là đẹp, nhìn nó giống như kiểu cái vương miện vậy đó. Vương miện mà đeo trên tay đó cũng dễ thương ha. Rất là đẹp, rất là đẹp. Vâng, và tiếp theo thì một chiếc vương miện khác nhưng mà đeo trên ngón tay. Đó chính là chiếc nhẫn với mã số là 28922, được làm từ vàng trắng vàng 18K và được cẩn xung quanh tổng cộng là 0.63 carat kim cương, bao gồm 72 viên kim cương tròn thưa quý vị. Phần mà chính giữa của cái chiếc nhẫn này có thể nhận thêm được là sau một cái hộp 6 ly rưỡi, có nghĩa là 1 carat thưa quý vị. Chiếc vỏ nhẫn này có giá 1.380 Mỹ Kim, Quyên đang đeo trên tay. Đây có thể là một option rất là tốt cho nhẫn hôn, nhẫn cưới. Dạ vâng, và sản phẩm cuối cùng Quyên xin được gửi đến quý khán giả, đó chính là một cái lắc tay rất là đẹp, mang mã số 28911, được làm từ vàng trắng vàng 18K, được cỡ 2.49 carat kim cương, bao gồm 300 viên kim cương tròn. Và sản phẩm lắc tay này có giá khoảng 6.5 inch, và chúng tôi sẽ nhận 9 hộp từ 4 ly tới 4 ly rưỡi. Nãy em giới thiệu 5 hộp và em đã thấy nó nhiều, nó quá giá trị rồi, mà bây giờ một cái sản phẩm này có thể nhận được 9 hộp rồi. Thì cái sản phẩm này có giá 4.180 Mỹ Kim cho cái vỏ lắc tay này nha quý vị. Dạ, và nhận được tổng cộng là tới 9 viên kim cương lận đó. 9 viên 4 ly cho tới 4 ly rưỡi ạ.
Wow, rất là giá trị luôn. Vâng, và trước khi kết thúc chương trình thì cho phép Trúc Diễm và Diễm Quyên sẽ đi sơ lược lại toàn bộ sản phẩm của ngày hôm nay. Đầu tiên là sợi dây chuyền với mã số 28818 giá 4.180 Mỹ Kim. Đôi bông tai mang mã số 28810 với giá 800 Mỹ Kim. Mặt dây chuyền với mã số 28851 giá 980 Mỹ Kim. Dây chuyền hình hoa hồng với giá 880 Mỹ Kim mang mã số 28847. Sợi dây chuyền với mã số là 28849 giá 900 Mỹ Kim. Chiếc nhẫn mang mã số 02989 với giá 780 Mỹ Kim. Một mặt dây chuyền khác với mã số là 28145 giá 2250 Mỹ Kim. Đôi bông tai mang mã số 27783 với giá 1480 Mỹ Kim. Chiếc nhẫn statement ring với mã số là 28768 giá 2280 Mỹ Kim. Vỏ bông tai hình hoa hồng với giá 950 Mỹ Kim mang mã số 28197. Vỏ mặt dây chuyền với mã số 28920 giá 1250 Mỹ Kim. Vỏ vòng tay mang mã số 28909 với giá 3.580 Mỹ Kim. Vỏ lắc tay đính kim cương với mã số 28910 giá 3.680 Mỹ Kim. Vỏ nhẫn hình cánh hoa hồng với giá 1.380 Mỹ Kim mang mã số 28922. Và cuối cùng là vỏ lắc tay đính kim cương với mã số là 28911 giá 4.180 Mỹ Kim. Dạ, và đó cũng là sản phẩm cuối cùng của The NQ Show ngày hôm nay. Trúc Diễm và Diễm Quyên cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.